Và trong trận đấu mà chúng ta chuẩn bị hướng tới thì U23 Myanmar xuất phát với đội hình gồm có số 1. Và trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam ở trong trận đấu này. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa U23 Myanmar và U23 Việt Nam trong khuôn khổ vòng bảng của môn bóng đá nam SEA Games 31 đã được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 thì đội tuyển U23 Việt Nam trong bộ trang phục màu đỏ chân giữ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Trước khi trận đấu này diễn ra thì U23 Indonesia đã có được thắng lợi trước U23 Philippines. Ở bảng đấu này thì U23 Philippines sau khi kết thúc lượt trận vào lúc 16 giờ thì họ cũng đã không còn cơ hội để có thể cạnh tranh nữa. Những chiếc vé đi tiếp sẽ là cuộc cạnh tranh gắt cao giữa U23 Myanmar, U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Ở hai lượt trận đá đấu của đội tuyển U23 Myanmar, họ đều thắng các đối thủ cùng với tỷ số 3-2. Trận đấu đầu tiên họ vượt qua Timor Leste bằng các bàn thắng Uyên Naitun, Hertet Fiowai và Ung Wanaswe. Ở trận đấu tiếp theo gặp Philippines, Uyên Naitun một lần nữa lại là người ghi bàn mở tỷ số. Cú đá đầu tiên của cầu thủ Myanmar trong trận đấu này, pha dứt điểm nhẹ và cũng không chính xác. Đó là pha dứt điểm của Ung Wanaswe. Đều ghi bàn trong các trận đấu ở các lượt trận đầu tiên và thứ hai. Và trong cả hai lượt trận đó thì đội tuyển U23 Myanmar đều để thủng lưới mỗi trận hai bàn. Số điểm tối đa mà cầu thủ Myanmar có được là một điểm tựa đem đến tâm lý thi đấu thoải mái, sự tự tin cho chính họ. Nhưng những bàn thua cũng chỉ ra rằng họ không phải là một đội bóng quá chắc chắn. Và U23 Việt Nam, một đội bóng nhìn chung có được chất lượng con người, có một sự chuẩn bị kỹ càng cho chiến dịch này, không phải là không có những cơ sở để tin vào một kết quả thuận lợi. Và trên thực tế là ở tình thế của bảng A tính cho đến thời điểm này thì U23 Việt Nam cũng không bắt buộc phải thắng trong trận đối đầu với Myanmar. Mặc dù vậy thì huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sau khi trải qua một trận đấu có thể nói là không thật sự thành công trước Philippines thì sẽ rất muốn thắng ở trận đấu này để lấy lại rất nhiều điều. Nguy hiểm! Pha xử lý thiếu chắc chắn của Thanh Bình. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì Lin Moeabung cũng đã không tận dụng thời cơ khi Văn Toản đã kịp thời băng ra. Sự có mặt kịp thời của người đứng trong khung thành bên phía U23 Việt Nam đã khiến cho Lin Moeabung không thể tận dụng được thời cơ. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc bên phía cánh phải cho U23 Myanmar. Cách mà Myanmar đang nhập cuộc ở trong trận đấu ngày hôm nay, với nhiều người nhìn vào đội hình xuất phát, nhìn vào tính chất quan trọng của trận đấu này và nhìn vào những phương án mà họ có thể tính toán trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, thì với nhiều người thì họ sẽ chơi phòng ngự trước đội bóng của Myanmar so, nhưng ít nhất là trong khoảng 4 phút thi đấu đầu tiên họ nhập cuộc một cách đầy chủ động và cũng không ngần ngại để tổ chức những đợt tấn công về khung thành của Văn Toản, và thậm chí thì họ đã suýt chút nữa có thể ghi bàn sau một sai lầm của Thanh Bình. Trong những ngày vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò của mình tập luyện rất nhiều những phương án tấn công. Đó là thứ mà chúng ta cần phải cải thiện nếu như muốn có được kết quả. Khá hay, và người thoát xuống là Tuấn Tài. Đường phát động vừa rồi là của Vũ Tiến Long. Trận đấu thứ hai liên tiếp Vũ Tiến Long được đá chính trong vai trò trung vệ lệch trái, và Phan Tuấn Tài được đẩy ra biên trái. Trong trận đấu gặp Philippines thì các cầu thủ đá biên của U23 Việt Nam đều đã không thực sự chơi đúng phong độ, mật độ thi đấu dày trong một điều kiện thời tiết có phần hơi yếu thuận lợi. Điều lưới đá có thể nói là rất kiểm soát của cầu thủ khiến cho U23 Việt Nam không thể có được kết quả như mong muốn. Cú dứt điểm vừa rồi là của Phan Tuấn Tài.
so với trận đấu gặp Philippines thì ở trận đấu thứ 3 tại SEA Games này, U23 Việt Nam có hai sự thay đổi. Lê Văn Đô không đá ngay từ đầu. Huỳnh Công đến nhường lại vị trí cho Lý Công Hoàng Anh. Và chúng ta đã nhận định vị trí của Lê Văn Sơn trở lại bên phía phải. Đây là Lý Công Hoàng Anh. Hùng Dũng chuyền bóng ở đâu? Ý tưởng là không tồi. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì đội trưởng của U23 Myanmar Sui Myat Kiao đã kiểm soát tốt tình hình. Không thể có phản công. Phan Tuấn Tài kiểm soát trái bóng rất tốt. Nếu trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh, hai bên tấn công qua lại, U23 Việt Nam sẽ có nhiều đường, nhiều khoảng trống hơn để khai thác. Đó sẽ là một sự khác biệt tương đối lớn so với những gì mà chúng ta đã đối mặt ở lượt trận thứ hai, khi đã phải chơi với một thế trận mà đối phương luôn lập thành một bức tường có nhiều lớp. Ông Velizai Milot Popov, huấn luyện viên người Bulgari của U23 Myanmar, là người đã từng làm việc rất nhiều năm ở khu vực châu Á và đã từng gắn bó với bóng đá trẻ Myanmar từ SEA Games năm 2019. Giải đấu mà U23 Myanmar đã lọt vào vòng bán kết nhưng chỉ có được vị trí thứ tư. Quả đá phạt của Hoàng Đức quá sâu. Không khí ở sân Việt Trì vào lúc này là rất tuyệt vời. Đúng như anh Tùng nói thì tôi rất thích một thế trận như thế này, bởi nó sẽ giúp cho U23 Việt Nam có được nhiều cơ hội hơn. Thực tế là các đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đều gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với những đội bóng, đối thủ sử dụng lối chơi phòng ngự số đông. Nhưng ngày hôm nay thì Myanmar, mặc dù đã có sự thay đổi trong đội hình xuất phát của họ, họ đã không sử dụng trung phong VOY trong đội hình xuất phát, nhưng cách tiếp cận của họ là tương đối hiện đại và hoàn toàn tự tin. Có thể là trước khi SEA Games bắt đầu thì U23 Myanmar bị đánh giá thấp hơn, nhưng khi mà họ đã trải qua hai trận thắng liên tiếp và tràn trề hy vọng lọt vào vòng bán kết của SEA Games thêm một lần nữa thì họ hoàn toàn có thể có sự tự tin khi bước vào trận đấu gặp U23 Việt Nam. Và trên thực tế thì chúng ta cũng hiểu rằng bóng đá Myanmar không hoàn toàn có truyền thống chơi phòng ngự. Họ nên chơi chủ động như những gì mà chúng ta đang thấy. Kiểm soát trận đấu bằng sự thoải mái, có khi họ lại có được một thế trận hợp lý hơn. Nhưng về phía góc độ đội tuyển U23 Việt Nam thì rõ ràng đây là một điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể có cơ hội. Không thể có cú dứt điểm của Nhâm Anh Dũng. Hậu vệ đối phương đá nhanh hơn chút ít ở khoảnh khắc quyết định, và đó là pha phá bóng của Hen Jiaolin. Cú chặt bóng đầu tiên của Nhâm Mạnh Dũng là tương đối hay, nhưng Jiaolin vẫn kịp thời quay trở lại. Khá nguy hiểm. Ném biên cho đội bóng áo đỏ. Pia Phiu Thu, thủ môn của U23 Myanmar, vừa băng ra tương đối xa để tranh chấp với Thanh Bình. Chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã luyện kỹ những pha bóng cố định, những tình huống bóng bổng. Chúng ta cần phải uy hiếp đối phương bằng nhiều cách, và khi đối phương bị đẩy sát về khu 16-50, họ sẽ đá với độ dày tương đối cao, cao thủ phòng ngự, và khi đó thì chắc chắn là vai trò của các cầu thủ cao lớn bên phía U23 Việt Nam cần phải được phát huy. Chúng ta dường như đã đến rất gần với bàn thắng ở trận Philippines bằng tầm cao của các hậu vệ. Những độ chính xác ở những lần trả bóng cuối cùng lại không đem đến được kết quả như chúng ta mong muốn. Sẽ là một quả treo bóng nữa của Hoàng Đức. Có thể nói là rất căng thẳng trước khi quả đá phạt được hiện bởi Hoàng Đức. Thứ đang diễn ra tương đối khẩn trương trong 10 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1. Và cơ hội thì cũng tìm đến với U23 Việt Nam sớm hơn so với trận đấu
mà chúng ta đối mặt với U23 Philippines. Động tác giả khá hay. Bây giờ thì sau ít phút đầu tiên có phần bất ngờ với cách nhập cuộc của Myanmar, thì đội bóng áo đỏ đang dần làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, kiểm soát được tuyến giữa, đưa bóng xuống hai biên và bắt đầu tìm kiếm cho mình những cơ hội. Sút bóng quá đáng tiếc, và bằng vào và dứt điểm là của Lý Công Hoàng Anh. Đó là một tình huống mà các hậu vệ của U23 Myanmar cũng đã chơi lăn xả. Đây là pha bóng mà các cầu thủ áo đỏ cho rằng bóng đã chạm tay một hậu vệ của U23 Myanmar sau pha xử lý của Văn Xuân trước khi bóng đến với Lý Công Hoàng Anh. Và không phải không có lý do để chúng ta đòi hỏi một quả phạt đền. Khí thế là rất cao, sức ép là rất lớn, đánh nhau. Cú đầu là của Tiến Linh. Bóng đi có vần hơi nhẹ và nó nằm ngay trong tầm kiểm soát của Pia Phiêu Thu. Những sức ép như chúng ta thấy ở vài phút vừa qua là đủ tốt. Cần phải chơi như vậy, tăng áp lực hơn nữa, đẩy đối phương vào thế chống đỡ khó khăn hơn nữa. Và điều mà chúng ta chờ đợi sẽ đến. Quả treo bóng là của Hùng Dũng. Áp lực liên tục là thứ sẽ khiến cho các hậu vệ đối phương mắc sai lầm. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa pha phối hợp dồn dập của cầu thủ U23 Việt Nam và được kết thúc bằng tình huống đánh đầu của Tiến Linh. Tiến Linh đã có trận đấu đầu tiên ở chiến dịch vòng bảng với bàn thắng ở tỷ số được thực hiện, mà đối với cá nhân anh có thể là một sự giải tỏa cho những áp lực đang phải đón nhận với những kỳ vọng của người hâm mộ. Thêm một quả đá phạt nữa. Có rất nhiều những tình huống cố định được dành cho U23 Việt Nam và lại là cú chạm bóng của Hoàng Đức ở phía cột xa. Những phút đầu tiên của hiệp 1 và U23 Việt Nam đang dần kiểm soát mọi thứ. Tất nhiên là U23 Myanmar đã chấp nhận chơi có phần mạo hiểm, bởi có lẽ phòng ngự cũng không phải là một điểm mạnh của họ, chơi phòng ngự thụ động. Và nếu như đã để thua thì thậm chí là sẽ dẫn tới trường hợp là cả khối đội hình sẽ bị vỡ, dẫn tới những bàn thua tiếp theo. Và ngày hôm nay thì họ đã sử dụng chính lối chơi đã từng mang lại thành công ở hai lượt trận đầu tiên của mình để bước vào trận đấu với U23 Việt Nam. Khán giả của VTV Cup sẽ được xem SEA Games 31 trọn vẹn trên các kênh thể thao của VTV Cup từ nay cho tới khi bế mạc các trận đấu, các giải đấu, các bộ môn thi đấu đã được chúng tôi tường thuật từ ngày 6 năm khi các trận đấu ở môn bóng đá nam được khởi tranh. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp các chương trình đồng hành, nhật ký, muôn màu và bình luận trước, giữa và sau các trận đấu bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal của đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Myanmar đã từng là một thế lực không phải chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn cả ở châu Á. Ở đấu trường Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Myanmar đã từng 5 lần liên tiếp vô địch giải đấu ở môn bóng đá nam. Đó là thời điểm mà sự kiện này còn gọi là SEA Games. Kể từ khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á có tên là SEA Games thì Myanmar chưa hề một lần vô địch. Lần gần đây, lần duy nhất mà bóng đá Myanmar góp mặt trong trận chung kết môn bóng đá nam kể từ khi sự kiện có tên là SEA Games diễn ra vào năm 2015 khi họ chơi trận chung kết với đội tuyển Thái Lan trên đất Singapore. Đó cũng là một trận đấu mà họ phải nhận thất bại. Và quả người hay là của Lý Công Hoàng Anh. Có lẽ là vào lúc này thì Lý Công Hoàng Anh đã có được một thể trạng tốt hơn. Anh đã bình phục chấn thương và có thể xuất phát ngay từ đầu. Những pha di chuyển thoát vào nách trung lộ của Lý Công Hoàng Anh ở lượt trận đầu tiên là vô cùng sáng được, sau khi tạo ra cơ hội cho những người đồng đội ở phía trong.
Thực sự là vị trí của Lý Cường Hoàng Anh rất quan trọng trong ý tưởng chơi bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vì Hùng Dũng hay Hoàng Đức là người có thể cầm nhịp, nhưng đột biến chắc chắn là vị trí tiền vệ phải là Lý Cường Hoàng Anh. Đi đầu dứt điểm là của Tiến Linh. Chúng ta đã có những lần dứt điểm trúng khung thành, nhưng những pha tấn công đó chưa phải ở mức độ sắc sảo nhất. Thì có vẻ như là những tình huống bóng bổng mà U23 Việt Nam tạo ra về khung thành của Myanmar ngày hôm nay lại có độ nguy hiểm cao hơn so với những gì mà chúng ta đã thấy là chúng ta rất khó khăn trên U23 Philippines. Thì nó chứng tỏ là các trung vệ của U23 Myanmar có thể cũng là không quá tốt trong những tình huống phải chống bóng bổng như vậy. Hoàng Đức. Ở 1/3 cuối sân của đối thủ thì có lẽ là cầu thủ U23 Việt Nam cần phải có những tình huống xử lý nhanh hơn. Tuấn Tài. Các trung vệ của U23 Việt Nam đã dâng cao. Nhưng chuyền của Bùi Hoàng Việt Anh vẫn được. Hùng Dũng và Tiến Linh đã đến rất gần nhau. Cú dứt điểm là điều mà các cầu thủ áo đỏ không có trong đợt lên bóng vừa rồi. Một sự đột biến nào đó đến từ các vị trí trung vệ cũng là điều mà U23 Việt Nam cần phải làm. Khi đối phương nghiêng quá nhiều về thế trận phòng ngự thì đương nhiên chúng ta cần phải có thêm lực lượng phía trên. Đối phương đã lui về thì lực lượng tấn công của họ sẽ giảm xuống và ba trung vệ chúng ta sẽ là dư người bên phần sân nhà. Đó là điều cần thiết phải làm, bởi vì ở trận đấu với U23 Philippines thì phần nào đó thì các trung vệ của U23 Việt Nam tương đối thận trọng. Quả chơi bóng của Hoàng Đức. Thêm một lần nữa thủ môn Pia Phiêu Thủ chọn tốt điểm rơi. Người đứng trong khung thành của U23 Myanmar đang chọn điểm rơi tốt, hoạt động hiệu quả. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy các vị trí trung vệ của U23 Myanmar chống bóng bổng không phải là quá hay. Thì thấy là ở các trận đấu đầu tiên thì họ cũng đã giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ điều này. Những tình huống chọn điểm rơi không thực sự tốt và trao cơ hội cho đối phương. Cùng với đó là việc đôi khi cầu thủ U23 Myanmar chưa phải gặp những đối thủ mạnh nhất ở bảng đấu này, số bàn thua mà họ đã phải đón nhận là không hề ít một chút nào. Trong khoảng 10 phút vừa qua thì bóng hầu như chỉ lăn đến phía phần sân của U23 Myanmar. Vừa rồi mới là đợt tấn công đầu tiên khả dĩ mà chúng ta nhìn thấy từ mùa Âu cùng với cả đội. Đây thực sự đang là những giây phút khó khăn với đội bóng của huấn luyện viên Bobov. Không hiểu ý. Tỷ số vẫn đang là cân bằng. Sai sót cá nhân đã tới từ pha xử lý của Thanh Bình trước đó. Và các cầu thủ áo đỏ không được phép chủ quan. Linetet. Không thể phối hợp với nhau trong những tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công trước những đối thủ ở hai lượt trận đầu tiên thì đội bóng U23 Myanmar thường làm rất tốt nhiệm vụ của họ. Họ đưa bóng lên phía trên với tốc độ cao và có những đường chuyền là hết sức sáng được. Hôm nay thì điều đó chưa xuất hiện trên sân Việt Trì. Còn 20 phút đầu tiên, các khán giả trên sân vận động Việt Trì và các khán giả đang theo dõi trận đấu này
qua màn ảnh truyền hình đang được chứng kiến một U23 Việt Nam chơi khoáng đạt hơn và có được nhiều cơ hội hơn. Một phần cũng bởi cách mà đối thủ chúng ta đã nhập cuộc là không phải như một chiếc xe buýt hai tầng giống như U23 Philippines. Myanmar đã vượt qua 20 phút đầu tiên và vẫn đang giữ sạch lưới. Đội áo trắng cho dù không phải là quá an toàn ở tuyến phòng ngự của họ nhưng đã vượt qua 20 phút đầu tiên mà người ta đánh giá là quan trọng nhất ở trong cuối đầu ngày hôm nay đối với đội bóng của huấn luyện viên Popov. Trong khoảng 5 phút gần nhất thì có vẻ như mạch chơi của U23 Việt Nam không còn được thực sự liên lạc. Khoảng cách giữa các cầu thủ áo đỏ là tương đối xa. Tình huống phối hợp ở biên của U23 Việt Nam, một thứ chìa khóa quan trọng, không được kết nối một cách hợp lý. Nhịp chơi này cần phải được tổ chức lại. Điều kiện thời tiết ở trong trận đấu ngày hôm nay là tương đối thuận lợi để U23 Việt Nam có thể giải quyết tốt hơn những pha xử lý cá nhân. Nhưng đúng là ở hệ thống phòng ngự, những pha xử lý lập bập như vừa rồi rất có thể sẽ khiến cho chúng ta phải trả giá. Bởi ở hàng tấn công thì các cầu thủ như là Nang Tun hay Mo Ung là những người cực nhanh. Đây một quả tạt nữa. Với các trung vệ có chiều cao tốt thì U23 Việt Nam sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giải tỏa những tình huống như vậy. Cả hai cầu thủ chạy cánh là Lê Văn Xuân và Phan Tuấn Tài đều phải dâng cao hỗ trợ tấn công. Nếu như ở bên cánh đối diện thì Lê Văn Xuân vẫn đang đảm bảo được tính an toàn trong những bóng phòng ngự của mình, thì ở cánh đối diện Tuấn Tài có vẻ đang gặp khó khăn nhiều hơn. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua, tỷ số trên sân Việt Trì vẫn đang là 0-0. Những phút mà U23 Việt Nam đang phần nào đó đánh mất đi thế trận. Chúng ta đã làm rất tốt trong khoảng 15 phút thi đấu đầu tiên, có được hàng loạt cơ hội với áp lực tấn công dồn dập từ nhiều phía. Vừa rồi thì Nai Tun đã ở vào vị trí tuyệt vị. Không hiểu sao cao thủ U23 Việt Nam lại xử lý bóng hỏng nhiều đến như vậy trong những phút vừa qua. Cần có được sự điều chỉnh và hỗ trợ từ những cầu thủ trên 23 tuổi như Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức để giúp cho mọi thứ ổn định hơn với các cầu thủ trẻ. Vẫn còn đi bóng khá hay, đó là Hùng Dũng. Sẽ có một quả đá phạt và một chiếc thẻ vàng. Thẻ vàng mà trọng tài dành cho Joey Ten. Ở và một góc sút mà hoàn toàn Hoàng Đức có thể làm nên chuyện.
vàng mà Jonathan phải đón nhận cũng là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Một cơ hội 10-10 để đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo có thể hướng tới bàn thắng mở tỷ số. Số lần phạm lỗi của Myanmar là 6 lần kể từ khi bắt đầu hiệp đấu này. Hãy cùng chờ xem là U23 Việt Nam sẽ phối hợp với nhau ở tình huống đá phạt cố định này như thế nào. Có rất nhiều kỳ vọng, rất nhiều khả năng sẽ là một cú dứt điểm của Hoàng Đức, và các cầu thủ phía trong cần phải tập trung cho tình huống hai. Hoàng Đức không qua được hàng rào. Tiếp tục là Hoàng Đức, pha xử lý không tốt bằng chân phải. Trong khoảng 5 phút có khá nhiều những tình huống xử lý bóng lỗi của cầu thủ U23 Việt Nam. Rõ ràng là đối phương sẵn sàng để cho U23 Việt Nam có thể chơi theo cách của mình. Bây giờ có lẽ là chỉ phụ thuộc vào khả năng và bản lĩnh của từng cầu thủ. Đã không phải đối mặt với một chiếc xe buýt hai tầng giống như ở trận đấu gặp U23 Philippines. Hoàng Anh, bóng vẫn trong cuộc. Pha cắt bóng của Vũ Tiến Long. Hùng Dũng. Pha nhả bóng vừa rồi là của Nhâm Mạnh Dũng. Tính liên kết của U23 Việt Nam ở phía trên vẫn đang bị chia cắt. Một phần là do đối phương chọn vị trí tốt, chọn giải pháp hợp lý để đeo bám, để có những tình huống can thiệp. Nhưng ở phía chủ quan của U23 Việt Nam, rõ ràng là cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo, trong đó phần lớn là cầu thủ trẻ, vẫn thiếu đi một sự điềm tĩnh cần thiết cho những pha xử lý. Và lúc này chúng ta rất cần sự ảnh hưởng của Hùng Dũng, của Hoàng Đức và Tiến Linh nhiều hơn. Pha xử lý là của Hoàng Đức. Tiến Linh nhả bóng, nhưng người tiếp nối là Nhâm Mạnh Dũng lại không thể tạo ra được mạch cần thiết. Hùng Dũng. Trận đấu sẽ tạm dừng khi mà cầu thủ của U23 Myanmar cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Pha xử lý của Hoàng Đức vừa rồi mới là bản lĩnh của một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Đó là thứ mà anh cần phải truyền cho những người đồng đội trẻ của mình. Tại bảng B của môn bóng đá nam tại SEA Games 31, tính cho đến thời điểm này thì đội tuyển U23 Malaysia đang là những người dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Đứng thứ 2 một cách tạm thời là đội tuyển U23 Singapore với 4 điểm sau một trận thắng, một trận hòa và một trận thua. U23 Thái Lan là đội mới đấu 2 lượt trận, một thua và một thắng, hiện đang tạm đứng ở vị trí thứ 3 với 3 điểm. Đội tuyển Campuchia đã thắng được một trận nhưng cũng đã thua một trận và hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 4. Trong khi đó thì đội tuyển Lào đã đấu 3 trận và chỉ có một trận hòa, hiện đang có được một điểm và đứng chót bảng. Tình thế của bảng B cũng là tương đối khó lường. Malaysia là đội đã giải quyết được trận đấu đầu tiên trước đối thủ lớn Thái Lan để có được sự thuận lợi. Nhưng về mặt lý thuyết thì Malaysia hoàn toàn cũng có thể sẽ bị mất điểm ở lượt trận cuối trước đội tuyển Singapore, một đội vào lúc này cũng đang có những hy vọng. Trong khi đó thì đội tuyển Thái Lan sau khi đã để thua trận đấu đầu tiên
cũng đã giải quyết được vấn đề tâm lý của mình khi thắng Singapore rất đậm với tỷ số 5-0 vừa hai lượt trận cuối cùng, thì họ gặp các đội tuyển Campuchia và Lào, những đội bóng mà chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rằng yếu hơn Thái Lan đáng kể, và khả năng Thái Lan sẽ có được 9 điểm không phải là quá nhỏ. Chính vì thế mà việc vào thời điểm này các đội bóng ở bảng A xác định đối thủ nào của mình ở vòng bán kết có lẽ vẫn sẽ là quá sớm. Trở lại với câu chuyện của U23 Việt Nam ở bảng A, rõ ràng vào lúc này thì chúng ta chẳng cần phải tính đến đối thủ ở vòng đấu tiếp theo là ai. Vấn đề là chúng ta cần phải giải quyết các trận đấu của chính mình trong cuộc đọ sức với U23 Myanmar. Đối thủ đã toàn thắng sau hai lượt trận đầu tiên thì đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. 30 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua mà không có một cơ hội nào thực sự lớn dành cho đội bóng áo đỏ. Xét về mặt thực tế thì đúng là U23 Việt Nam chỉ chơi tốt trong khoảng từ phút thứ 5 tới phút thứ 15, tức là trong khoảng thời gian 10 phút. Kiểm soát mọi thứ tốt, tấn công dồn dập và luôn sẵn sàng cho mọi tình huống, nhưng sau đó mọi thứ bị cắt đứt. Tuấn Tài đột phá. Giải pháp táo bạo của Tuấn Tài đã vấp phải sự truy gạt chính xác của cao thủ áo trắng. Họ phòng ngự rất dày. Trận đấu thứ 3 tại SEA Games 31, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo dường như đang lập đi lập lại một thói quen khởi động chậm, bắt nhịp có phần chậm. Bắt nhịp ở đây là bắt nhịp của một thế trận thuận lợi cùng với những bàn thắng. Hai hiệp đầu trước đó của chúng ta đều là những hiệp đấu mà chúng ta không thể có những cú sút nghiệp uy lực và bàn thắng làm con số 0. Chỉ có một hiệp 2 chúng ta chơi tốt, đó là hiệp 2 gặp Indonesia ở lượt trận đầu tiên. Pha truy cản là của Lý Công Hoàng Anh. Xét ở những tình huống tranh chấp tay đôi kể từ đầu trận thì U23 Myanmar không hề thua kém so với U23 Việt Nam. Những phản ứng quyết liệt của huấn luyện viên Popov đó không phải là lần đầu tiên ở hiệp đấu này sau những tiếng va chạm của cầu thủ ở trên sân. U23 Việt Nam có lợi thế hơn về số ngày nghỉ trước khi bước vào cuối đầu ngày hôm nay. Nếu như hiệp 1 vẫn tiếp tục chậm chạp như thế này, có thể là đến hiệp đấu thứ 2 mọi thứ mới bắt đầu được rõ ràng. Bởi như đã nói thì ở lượt đấu trước U23 Myanmar cho thấy rằng họ không phải là một đội bóng quá khỏe, đặc biệt là những cầu thủ hàng tấn công hoạt động với cường độ cao hầu hết đều đã bị chuột rút trong những phút cuối. Quyền ném biên sẽ thuộc về đội bóng áo trắng. Mọi thứ đang diễn ra ở một mức độ cầm chừng, bởi thực tế thì U23 Myanmar cũng không có một cơ hội rõ rệt nào cả. Nai Tun trong một khoảng không gian chật hẹp có rất đông cầu thủ tham gia vào những tiếng tranh chấp, khả năng đưa được bóng vào trong khu vực 16m50 là tương đối khó. Đây là Yelin, người liên tục có những pha ném biên mạnh hướng về khung thành của Mo Văn Toàn. SEA Games 31 đang diễn ra với hình ảnh đầy màu sắc đến từ tất cả các địa điểm thi đấu. Đoàn thể thao Việt Nam cũng đang có được sự phá mạnh ngay từ ngày thi đấu đầu tiên sau khai mạc. Có lẽ là tâm điểm với tất cả vẫn sẽ là trận đấu mà chúng ta đang theo dõi trên sân vận động Việt Trì. U23 Việt Nam có nhiệm vụ phải vượt qua chướng ngại một tên U23 Myanmar
trên con đường tiến tới vòng bán kết của giải đấu trên sân nhà. Nhịp phối hợp của các cầu thủ áo đỏ đang gặp vấn đề. Và đây đã là phút thứ 35 của hiệp 1. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Hiệp 1 của trận đấu sẽ còn khoảng 10 phút. Đây là thời điểm mà các đội bóng muốn có được lợi thế, sẽ gia tăng sức ép, đẩy tốc độ của trận đấu lên. U23 Việt Nam cần phải kiểm soát lại trái bóng và tạo áp lực trở lại ở thời điểm này. Tiến Long, Thanh Bình, Phan Tuấn Tài. Lý Công Hoàng Anh. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc bên phía cánh trái cho U23 Việt Nam. Cú dứt điểm có phần hơi đuối tầm của Lý Công Hoàng Anh. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì vẫn có một cầu thủ của Myanmar chạm bóng, có lẽ chính là thủ môn của họ, Pia Phiêu Thu. Tiến Long, đường chuyền của Lê Văn Xuân, quả bóng chuẩn xác không rút. Pha đụng người, tình huống phạm lỗi của Zhao Yuten. Ở bên ngoài sân, huấn luyện viên Popov của U23 Myanmar luôn có những biểu hiện có thể nói là rất quyết liệt khi chỉ đạo các học trò thi đấu. Có lẽ sự máu lửa của ông Popov cũng đã đem đến một lối chơi có tinh thần như có tính tổ chức cao của các cầu thủ Myanmar cho đến lúc này. Họ không dễ dàng bị đổ vỡ. Tuyến phòng ngự của các cầu thủ áo trắng nhìn chung đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Và nổi bật nhất trong cách chơi phòng ngự của U23 Myanmar chính là vị trí thủ môn Pia Phiêu Thu, người đang nằm sân lúc này. Là điều mà các cầu thủ U23 Việt Nam đang thiếu trong cách chơi và trong từng pha xử lý của họ. Vẫn có những vị trí có phần bị căng cứng. Thực tế là đúng là 20 phút đầu tiên của hiệp 1 khi mà U23 Myanmar đã có thể đứng vững trước xếp của Việt Nam thì họ đã có được những thành công ban đầu. Vấn đề bây giờ đối với U23 Việt Nam là phải giải quyết được những vấn đề của chính mình. Bởi U23 Myanmar thực tế cũng đã để cho U23 Việt Nam được chơi theo cái cách mà chúng ta vẫn thường chơi. Và đá phạt của Hùng Dũng không được. Tiếp tục là một quả đá phạt góc. Cuối cùng thì trong tất cả các phương án mà chúng đã thực hiện về khung thành của thủ môn Phiêu Thu thì những tưởng bóng bổng lại để lại cho người ta cảm giác là bàn thắng đến gần hơn bao giờ hết. Rất nguy hiểm, vẫn chưa có bàn thắng cho U23 Việt Nam. Tiến Long sút xa. Cú đánh đầu lợi hại vừa rồi bên phía U23 Việt Nam thuộc về Tiến Linh. Phút thứ 40 của trận đấu, tỷ số vẫn chưa được mở. Bóng bổng dường như đang là sự cứu cánh duy nhất cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Khả năng kiểm soát và kết nối của các tiền vệ áo đỏ trong những phút đã qua là không phải ở mức độ lý tưởng. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải trông chờ vào những tình huống cố định. Và như chúng ta đã từng đặt vấn đề, khi mà chúng ta đã không thành công ở trận đấu gặp Philippines thì những bài phối hợp từ những quả đá phạt như thế này chúng ta cần phải tập kỹ hơn, chuẩn bị phải nói là sâu hơn thì mới có thể khai thông được bế tắc, giải quyết được những đối thủ có ý tưởng chơi phòng ngự dày đặc. Ngày hôm qua thì U23 Việt Nam đã có một buổi tập kín, và theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì đội bóng của viên Park Hang-seo đã tập những tiếng đánh biên rất nhiều. Bên cạnh đó là những pha bóng sử dụng Nhâm Mạnh Dũng là người làm tường để nhả bóng ngược lại cho tuyến hai dứt điểm. Những phương án đó thì chưa một lần tạo ra được hiệu quả ở những phút vừa qua của hiệp 1. Mỗi một đối thủ đều là những đối thủ khó khăn. Pha tranh chấp tốt của Bùi Hoàng Việt Anh, Hoàng Đức. Đó là một pha xử lý vô cùng mạo hiểm của thủ môn Phil Tu. Đó cũng cho thấy là U23 Myanmar đang trung thành với lối chơi mà họ đã thực hiện ở hai lượt trận đầu tiên, sẵn sàng kiểm soát bóng ngay cả khi đối phương đã dâng cao để pressing. Hơn một lần Bùi Hoàng Việt Anh thực hiện đường truyền ở tầm thấp thẳng lên cho vị trí tiền đạo. Nhưng để có thể có được sự thành công thì những pha xử lý đó cần phải táo bạo hơn nữa, sớm hơn chút nữa. Đó cũng là điều đã từng xuất hiện ở trận đấu gặp U23 Philippines đến từ vị trí của Thanh Bình. Đúng là cần phải có một cảm giác chuyền bóng tốt hơn nữa để có thể tạo ra một cơ hội thực thụ. Hoàng Đức, ba người và xử lý khá hay, và nó mở ra một cơ hội cho U23 Việt Nam. Mạnh Dũng tiếp tục là người thứ hai, không được, vẫn đang là cầu thủ áo đỏ. Đây là Lê Văn Xuân, ở những thời điểm quan trọng nhất thì lại hơi vội vàng. Việt Anh sút xa. Mọi thứ đã diễn ra tương đối tốt từ pha xử lý cá nhân của Nhân Mạnh Dũng bên phía anh ra cánh phải. Những áp lực dồn dập, quả tạt và được kết thúc bằng cú sút xa của Việt Anh. Chắc chắn là những tình huống sút xa cũng nằm trong một ý đồ chiến thuật của U23 Việt Nam ở trận đấu này. Nhưng sút xa thì bao giờ cũng rất khó. Và để làm tốt, thực hiện tốt những pha dứt điểm từ xa thì tư thế, sự sẵn sàng cũng như cảm giác chơi bóng và thậm chí là cả sự may mắn nữa sẽ của U23 Việt Nam. Cú quẩy bóng không thành công của Lý Cường Hoàng Anh. Thời gian còn lại của hiệp 1 là không còn nhiều. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu này. Tỷ số trên sân Việt Trì vẫn đang là 0-0. Đội rõ rệt nhất của U23 Việt Nam có lẽ là tiếng đánh đầu của Tiến Linh. Phối hợp đá phạt góc cùng với Hùng Dũng. Giữa sân thì các cầu thủ U23 Myanmar tranh chấp vô cùng quyết liệt, rất khó để cho các tiền vệ trung tâm có thể thoải mái xử lý bóng. Pha nhận bóng vừa rồi của Lý Công Hoàng Anh rõ ràng là có phần bất hợp lý. Đúng là những phút cuối của trận đấu khi mà đội U23 Việt Nam muốn chiếm vị thế trận, tăng áp lực, chúng ta đã có nhiều bóng hơn.
đến gần với cung thành đối phương cách rõ rệt hơn, nhưng cơ hội thực sự không có quá nhiều. Pha tranh chấp của Thanh Bình, người vừa băng lên bên phía đội bóng áo trắng là Lin Meiao. 2 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ nhất. Việt Anh lên và sút băng lên, pha cắt bóng của Soi Mèo Kiều. Hùng Dũng chất lượng phòng ngự của U23 Myanmar cho đến lúc này là ở mức tốt. Họ tranh chấp hợp lý ở khoảng 35m trở lại cảnh của họ. Hùng Dũng không hề có lỗi. Pha chơi bóng có ý tưởng hay giữa Hùng Dũng và Nhâm Mạnh Dũng. U23 Myanmar cũng có sự thay đổi người. Yan Kyoso đã rời sân và vào sân là hậu vệ mang áo số 2 Win Mo Kyo. Ở trong hiệp 2 thì U23 Việt Nam sẽ giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Chúng ta chờ đợi vào một màn trình diễn rực lửa hơn của áo đỏ ở hiệp đấu thứ hai này. U23 Myanmar đã tạo ra nhiều bất ngờ khi họ chơi với đúng cái cách đã thực hiện ở hai lượt trận đầu tiên, mang về 6 điểm trọn vẹn. U23 Việt Nam được coi là đối thủ lớn đầu tiên mà U23 Myanmar phải đối mặt ở chiến dịch vòng bảng, nhưng họ đang thể hiện rất tốt. Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, lối chơi của U23 Myanmar là vô cùng hợp lý. Trong đó thì sự căng cứng về mặt tâm lý là thứ mà chúng ta được chứng kiến ở không ít những vị trí của đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta vượt trội ở những tình huống dứt điểm, số lần thực hiện những quả đá phạt góc. Mặc dù vậy thì vẫn chưa có một bàn thắng nào được ghi. Hành trang mà U23 Myanmar bước vào trận đấu này là 2 thắng lợi. Trong khi đó thì đội tuyển U23 Việt Nam có 1 trận thắng và 1 trận hòa. Mất 2 nhịp thì Văn Toản mới có thể làm chủ được tình hình. Từng vị trí ở hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam kể từ khi bắt đầu trận đấu này đều đã có không ít những tướng xử lý lập bập. Ta sẽ cùng xem lại pha đưa bóng thẳng về vị trí của Văn Toản. Thủ môn số 1 của U23 Việt Nam lại mất tới 2 nhịp mới có thể kiểm soát được trái bóng. Những phút đầu tiên của U23 Myanmar vẫn chơi với cái cách mà họ đã chơi hiệp 1. Mạnh Dũng bóng được mở sang bên phía hành lang cánh trái. Lê Văn Xuân, bây giờ thì Văn Xuân đã chuyển sang hoạt động ở bên phía cánh trái. Văn Xuân không được, không thể có được tiếng dứt điểm thứ hai. Hàng loạt những tướng nguy hiểm thuộc về U23 Việt Nam. Hoàng Đức
nhịp phối hợp vẫn chưa thực sự trọn vẹn ở những cú chạm bóng quyết định. Huỳnh Công đến, bắn đồ, điều hòa tiến hai không được, chân trái của Đức bắt cầu vào. Chỉ trong vòng có 2 phút thôi, U23 Việt Nam đã có 2 tình huống dứt điểm về khung thành của đối phương. Vẫn thiếu đi một chút gì đó để chúng ta có thể chạm tay tới bàn thắng. Đúng tầm dứt điểm và đúng tầm chân trái của Hoàng Đức, nhưng không có bàn thắng. Cảm giác tốt nhất đã không đi cùng với các chân sút của U23 Việt Nam kể từ trận đấu gặp Philippines. Dù chúng ta gian trận không quá tệ, những phút vừa qua ở đầu hiệp 2 trận đấu gặp Myanmar gợi lại chúng ta rất nhiều cảm xúc mà chúng ta đã từng có ở trận đấu lượt trận đầu tiên gặp Indonesia. Trong trận đấu đầu tiên thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã cho thay đổi người, thay đổi các vị trí chạy biên sau giờ nghỉ, và gần như lập tức chúng ta có được kết quả tốt ở đầu hiệp 2. Không hề có lỗi của các cầu thủ áo trắng. Lỗi việt vị nhưng phép lợi thế cho U23 Việt Nam. Hoàng Đức, đây là Nhâm Mạnh Dũng, qua người tốt, vẫn là Nhâm Mạnh Dũng. Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Huỳnh Công đến, Hùng Dũng, Công đến, rất tự tin. Pha cầm bóng đáng khen của Huỳnh Công đến, quả tạt chân trái. Hàng phòng ngự của U23 Myanmar vẫn còn có được sự bọc lót hợp lý. Tuy nhiên nhịp chơi cần thiết đang trở lại với đội bóng áo đỏ. Bùi Hoàng Việt Anh, đó là những tình huống xử lý không nên xuất hiện ở những cầu thủ cho dù ở lứa tuổi 23 nhưng cũng đã có được bản lĩnh như Bùi Hoàng Việt Anh. Phút thứ 50 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Nhâm Mạnh Dũng, sau trận thắng của đội tuyển Indonesia trước đội tuyển Philippines với tỷ số 4-0, tình thế của bảng A vẫn sẽ còn có nhiều diễn biến khó lường. Và đội tuyển U23 Việt Nam ở lượt trận gặp Myanmar này, nếu như chỉ có được một điểm thì cơ hội lọt vào vòng sau vẫn còn rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể có được 8 điểm sau 4 trận đấu khi thắng ở lượt trận cuối cùng trước Timor-Leste. Và với 8 điểm thì cơ hội đi tiếp là thừa đủ, cho dù có thể không phải là vị trí nhất bảng. Ở lượt trận cuối thì đội tuyển Myanmar sẽ phải đối đầu với tuyển Indonesia. Khi đó thì Myanmar là đội sẽ có số điểm nhiều hơn và có nhiều hơn một lựa chọn. Và đội thắng ở trong cặp đấu đó chắc chắn sẽ giành quyền đi tiếp, còn đội thua nhiều khả năng sẽ bị loại. Nhưng bây giờ là lúc mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang vẫn phấn đấu vì một mục tiêu có trọn vẹn số điểm để duy trì được lợi thế trong cuộc đua tại bảng A. Pha đổi hướng là của Lim Moyau. Unasue, nỗ lực là của Levando. Levando và Lê Văn Xuân đang chơi ở hai biên giống như cái cách mà họ đã bắt đầu chiến dịch SEA Games lần này ở trận đấu gặp Indonesia. Hotet Aung vào sân để thay cho Zhao Yithen. Hai sự thay đổi người liên tiếp bên phía đội bóng áo trắng.
Win Aitun rời sân để nhường chỗ cho MC Luin. Nguyễn Hùng, đó là một tiếng sút xa. U23 Myanmar đã thay 3 cầu thủ. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có 2 sự điều chỉnh. Phan Tuấn Tài được đẩy về chơi chung với cánh trái. Cánh trái đang thuộc về Văn Xuân và cầu thủ vào sân thay người Lê Văn Đô đang quán xuyến ở hành lang đối diện. Liệu có một hiệp 2 bùng nổ giống như ở trận đấu gặp U23 Indonesia hay không? Hoàng Đức xử lý rất hay, khó để lấy được bóng trong chân của Hoàng Đức. Hoàng Đức và đối phương buộc phải phạm lỗi với anh. Một quả đá phạt nữa, lần này ở một góc sút rộng hơn so với cơ hội thuộc về Hoàng Đức ở trong hiệp 1. Không còn cách nào khác để có thể ngăn chặn Hoàng Đức ngoài cách phải phạm lỗi với anh. Và xử lý tự tin và vượt qua 2 cầu thủ áo trắng. Có rất nhiều những tình huống cố định cho U23 Việt Nam, từ những tình huống đá phạt góc cho tới những quả đá phạt như thế này. Nhưng kể từ đầu trận thì chúng ta chưa thể tận dụng một lần nào cả. Trong hiệp 1 của trận đấu thì bên giữa của U23 Việt Nam đã thiếu đi tương đối nhiều những pha xử lý vừa rồi của Đức. Các cầu thủ dày dạn của chúng ta như Hoàng Đức và Hùng Dũng đã chơi với một khoảng cách tương đối xa nhau, mất đi tính liên lạc và cũng mất đi cảm giác để cầm giữ nhịp của trận đấu. Bây giờ là một cơ hội đá không trúng đích của Lê Văn Xuân. Với những quả đá phạt trực tiếp của chúng ta thì Hoàng Đức đã thừa sức, Lê Văn Xuân cũng đã sút bóng. Và trước đó trong trận đấu gặp Philippines chúng ta đã nhìn thấy những pha dứt điểm của Lê Văn Đô. Đáng tiếc là nó chưa đúng như ý muốn. Mười phút thi đấu của hiệp 2 trôi qua. Đây là những phút mà phần nào đó thì U23 Việt Nam đã bắt đầu chơi tốt hơn, nhưng U23 Myanmar thì vẫn không hề kém cạnh. Đây thực sự là một trận đấu khó lường. Cả bảng A và bảng B của môn bóng đá nam tại SEA Games, các đội bóng đều đang tạo ra những diễn biến, những kết cục khó đoán. Thay vì nghĩ tới việc là lựa chọn đối thủ nào, U23 Việt Nam cần phải giải quyết được những câu chuyện của mình trước. Phan Tuấn Tài, đây là Tiến Linh. Đối phương theo Tiến Linh rất sát. Lê Văn Xuân, chuyền vào là của Hùng Dũng. Nếu như trong hiệp 1 thì cánh duy nhất của U23 Việt Nam là những đường bóng bổng để tìm kiếm cơ hội, thì những cách tiếp cận ở trong hiệp đấu thứ hai này đã bắt đầu trở nên đa dạng hơn. Đường chuyền sai của đối phương và nó mở ra cơ hội cho U23 Việt Nam. Quá đáng tiếc, cơ hội đã trôi qua bởi sự vội vàng. Thực sự là đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Tiến Linh đã ở vị trí việt vị, nhưng lẽ ra đồng đội của anh đã có thể làm tốt hơn. Có lẽ vẫn là vấn đề nào đó về mặt tâm lý anh Tùng ạ. Đúng là như vậy. Chúng ta cần phải chơi chậm lại một chút, tỉnh táo hơn, chắc chắn là như thế. Với những người có kinh nghiệm như Hùng Dũng, Hoàng Đức hay Tiến Linh
thì chắc chắn điều này cần phải được lan tỏa đến các đồng đội, những người anh em nhỏ tuổi hơn. Hùng Dũng, quả phạt sẽ có thẻ vàng. Trọng tài đã bỏ qua một chiếc thẻ vàng cho số 8 Miat Kaing Khan, người trước đó cũng đã có pha kéo người đối với Hoàng Đức. Thêm một lần phạm lỗi nữa chắc chắn là Kaing Khan sẽ phải nhận thẻ. Và lấy bóng của Thanh Bình, Huỳnh Công đến, Hùng Dũng, Tuấn Tài, Công đến, Lê Văn Xuân, Tiến Linh. Góc phải là Lê Văn Đô, qua người, chân chạy. Nhưng với pha bóng vừa rồi thì chúng ta có thể có một tiếng hô rất lớn từ sân vận động, từ phía các khán đài, chứ khả năng thành công của chúng ta thì rõ ràng là không cao. Đó là pha bóng mà tính chủ động nằm trong tầm kiểm soát của Pia Phiêu Thu. Điềm tĩnh hơn một chút và lựa chọn giải pháp hiệu quả nhất, đó là thứ mà chúng ta cần làm. Sao thì ít nhất trong 15 phút thi đấu vừa qua của hiệp đấu thứ hai thì mọi thứ cũng đang tốt dần lên với U23 Việt Nam. Thiếu một chút trong những pha bóng cuối cùng. 15 phút thi đấu vừa qua của hiệp 2 tương đối giống với những gì mà chúng ta đã làm được ở quãng thời gian thi đấu tốt nhất trong hiệp đấu đầu tiên, từ phút thứ 5 tới phút thứ 15. Xét về số lượng ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu này thì U23 Việt Nam có lợi thế hơn. Nhìn vào những diễn biến thực tế ở trên sân thì ít nhất cho tới thời điểm hiện tại mọi thứ là cân bằng. Cao thủ U23 Myanmar cũng chơi mạnh mẽ và cực kỳ hợp lý. Họ sẵn sàng dâng cao đội hình để pressing ngay từ bên phía phần sân của U23 Việt Nam. Đường chuyền là của Nguyễn Việt Anh. Không hề có một chút vội vàng nào cả đến từ các vị trí phòng ngự của U23 Myanmar. Sẵn sàng thực hiện những tình huống xử lý cá nhân, cầm bóng và chuyền bóng phối hợp với nhau khi mà cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam cũng đã ở rất sát. Hùng Dũng, người vừa cắt bóng đó là Thanh Bình. Số trên sân của chị vẫn đang là 0-0. Lê Văn Xuân, vẫn đang là Lê Văn Xuân, và sẽ có thêm một quả đá phạt nữa. Rất nhiều những tình huống đá phạt được dành cho U23 Việt Nam. Yelin đã phản ứng hết sức quyết liệt khi cho rằng anh không hề phạm lỗi với Lê Văn Xuân. Phản ứng rất dễ có thể khiến cho cầu thủ này phải nhận thẻ phạt. Ở góc đá như thế này ở hiệp 1 thì Hùng Dũng đã tạo ra cơ hội cho Tiến Linh. Ở trận chung kết SEA Games cách đây 3 năm đã có một bàn thắng dành cho U23 Việt Nam từ một góc tương tự. Và đó là thứ mà người ta muốn thấy hơn bao giờ hết vào thời điểm này trên sân Bạch Đằng khi tỷ số vẫn đang là 0-0 giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Hết sức căng thẳng và sự chờ đợi. Đứng trước bóng là Lê Văn Xuân. Quá tồi. Một cơ hội mà Lê Văn Xuân mang về cho đội bóng của mình và cũng chính anh kết thúc nó bằng một cú đá quá mạnh.
thêm một chiếc thẻ vàng nữa được dành cho hậu vệ Yilin của U23 Myanmar. Đội bóng của Việt Vovop đã phải nhận hai thẻ vàng. Trong 15 phút đầu tiên của trận đấu này thì số lần phạm lỗi của Myanmar là 6 lần. Họ phạm lỗi rất nhiều. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là U23 Việt Nam được đá phạt rất nhiều. Nhưng chưa một lần cho tới thời điểm này chúng ta có thể tận dụng. Lê Văn Đô. Huỳnh Công đến. Cú đá quá nhẹ. Có thể nhận thấy là cầu thủ Myanmar tỏ ra rất sẵn sàng. Chỉ có điều là đoạn cuối của các pha bóng thì họ cũng không lấy gì làm xuất sắc. Tiếp tục là một tình huống để mất bóng nguy hiểm của cầu thủ U23 Việt Nam. Khi mà hàng công chưa thể tận dụng, chưa có được một cơ hội rõ rệt nào cả. Ở hàng phòng ngự, những sai lầm như thế này là không được phép tái diễn. U23 Myanmar là đội bóng sở hữu những nhân tố trên hàng tấn công, có thể xử lý tình huống chuyển trạng thái rất nhanh sau khi họ giành lại quyền kiểm soát. Quả đá phạt trực tiếp dành cho đội bóng áo trắng. Có vẻ như thói quen chỉ chơi tốt ở khoảng 15 phút mỗi hiệp đấu lại xuất hiện trở lại với U23 Việt Nam. Kể từ sau phút thứ 60, tức là phút thứ 15 của hiệp 2, thì đội bóng áo đỏ lại xuất hiện những tình huống chệch choạc. Những sai số bên phần sân nhà là nhiều hơn. Và bao quát chung trong những gì thuộc về U23 Việt Nam lúc này vẫn là một tâm lý căng cứng. Không qua được hàng rào. Sở đã thay hai cầu thủ, tập trung vào những miếng đánh ở hai biên với pha dứt cao của Văn Xuân và Văn Đô. Nhưng khi có được cơ hội, thậm chí là ngay cả khi có thể thoải mái chờ đợi và thực hiện tình huống kỹ thuật thì vẫn là những đường chuyền có chất lượng không cao. Tuấn Tài vừa chạm đầu của Tiến Linh. Sai số trong những pha xử lý bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam là không hề nhỏ. Lẽ ra trong 15 phút thi đấu tốt của hiệp đấu thứ hai, hay thậm chí là cả hiệp đấu đầu tiên, nếu có bàn thắng có lẽ là mọi thứ đã được giải tỏa và sẽ giúp cho cầu thủ thi đấu tốt hơn. Bây giờ thì họ đang phải đối mặt với một trạng thái tâm lý có thể nói là không hề dễ chịu một chút nào, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ. Trong khi đó thì các cầu thủ trên 23 tuổi đang bị đối phương bắt chặt. Lê Văn Đô được khá hay. Hàng phòng ngự của U23 Myanmar vẫn đang chơi tốt. Người vừa cản phá được pha đi bóng của Hùng Dũng là Min Myo Kyo, cầu thủ đã vào sân từ ghế dự bị. Okopop đã thay người có thể nói là hợp lý để tăng cường sức mạnh hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng. Bây giờ là quả phạt góc bên phía cánh phải cho U23 Việt Nam. Người thực hiện sẽ là Lê Văn Đô. Cú đánh đầu không chuẩn xác của Tiến Linh. Thực tế
thì những cầu thủ trên sân của Việt Bắc Hàng Sò đã sử dụng kể từ đầu trận là những sự lựa chọn tốt nhất rồi. Bây giờ thì trên băng ghế dự bị của Bắc Hàng Sò còn có Lương Duy Cường, Dụ Quang Nho, Hai Long, Văn Tùng, Hồ Thanh Minh. Và những thời điểm quan trọng nhất khi đang chơi tốt tạo ra những áp lực đủ để khiến cho đối phương lúng túng thì U23 Việt Nam không có được bàn thắng. Chỉ cần trùng xuống một chút thôi là đối thủ ngay lập tức đã có thể lấy lại được nhịp độ. Hùng Dũng, sửa lưng của Tiến Linh. Số 9 vẫn đang phải đối mặt với những áp lực không hề nhỏ chút nào. Còn đây là pha bóng lập bập trước đó trong cuộc 16m50. Tính ném biên của U23 Myanmar. Cầu thủ tấn công của đội bóng áo trắng là những người rất nhanh. Chỉ một pha xử lý lập bập thôi từ hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam hoàn toàn có thể dẫn tới những hậu quả lớn. Moeung, lỗi Việt vị. Phút thứ 70 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. U23 Việt Nam cũng đã có những sự thay đổi người để điều chỉnh ý tưởng chơi. Nhưng những gì mà chúng ta có cho đến lúc này vẫn chỉ là 15 phút đầu của hiệp 2. Có áp lực tốt. Và trong thế trận tốt đó thì chúng ta lại không thể tận dụng được những thời cơ để có được bàn thắng và tỷ số. Hoàng Đức, đối phương đã tranh chấp có thể nói là chính xác. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn có những quân bài trong tay áo của mình. Nhưng thực tế là cách chơi trên sân lúc này, tình hình thực tế của trận đấu trên lúc này lại không có lợi lắm với việc sử dụng những con người còn lại. Chúng ta cũng có thể có những pha phối hợp ở trung lộ, nhưng thực ra sau 70 phút thi đấu mà không thể kết nối ở khu vực trung lộ với tất cả những người tốt nhất của chúng ta trong đội hình thì quả thật là ở phần còn lại của trận đấu, nếu như tiếp tục chơi với lối chơi đó, khả năng thành công của chúng ta cũng sẽ không cao. Vẫn sẽ phải trông chờ nhiều vào những tình huống tấn công ở biên. Quyền ai? Không được. Vẫn là chân trái sở trường của Hoàng Đức. Những cảm giác tốt nhất không đi cùng với Nguyễn Hoàng Đức. Lần thứ hai trong hiệp thi đấu thứ hai, các đồng đội đã dàn trận cho Hoàng Đức có thể thể hiện được một trong những kỹ năng hay nhất của mình. Nhưng nếu như ở cú đá đầu tiên bóng đi trúng vị trí của thủ môn đối phương thì cú đá thứ hai này Hoàng Đức muốn siết trái bóng vào góc cao khung thành để đảm bảo chắc ăn, đánh bại hoàn toàn sức chống đỡ của thủ môn đối phương, nhưng đáng tiếc bóng lại đi vọt xa. Sao thì ít nhất đó cũng là một pha phối hợp tấn công có lẽ là đúng với ý đồ mà chúng ta đã tập luyện, một pha bóng tấn công mang đúng nhãn hiệu do các đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt, đưa bóng xuống biên và trả ngược trái bóng lại tuyến hai ở vị trí khoảng trống mà không cần bất cứ thêm một sự quan sát nào cả. Ở đó chắc chắn sẽ có những người đồng đội của mình. Trên các khán đài thì các cổ động viên vẫn đang cố gắng để tạo ra thêm nguồn động lực cho U23 Việt Nam. Và đang thiếu một thứ duy nhất, đó là sự chính xác trong những tình huống chạm bóng cuối cùng.
phải là không có cơ hội. Tốc độ của Lê Văn Xuân quá khó bởi hệ thống của U23 Myanmar cho phép họ có khả năng bọc lót cho nhau tốt. Đó là một pha va chạm khá mạnh của Đoàn Việt Anh và Muheung. Cả hai cầu thủ đều đang bị đau ở trên sân. Kề của số 7 Muheung với Bùi Hoàng Việt Anh. Thẻ vàng đã sẵn sàng. Thẻ vàng dành cho Muheung khi mà các tuyển thủ U23 Việt Nam đòi hỏi phải là một chiếc thẻ vàng nặng hơn. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Lần thứ hai liên tiếp trên sân vận động Việt Trì, U23 Việt Nam đang gặp khó với các đối thủ của mình trong chiến dịch vòng bảng. Phút thứ 75, Nhâm Mạnh Trung người đã có pha đột phá và mở ra cơ hội cho U23 Việt Nam ở những phút cuối của hiệp 1. Và sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa. Rất nhiều những tình huống cố định, rất nhiều những quả đá phạt góc. Một pha được vào tầm thấp rồi, thêm một tình huống dứt điểm nữa. Vẫn chưa có bàn thắng. Vỗ tay. Một pha phối hợp đá phạt góc đã tạo ra được bất ngờ với hàng phòng ngự đối phương. Cuối cùng thì nó cũng chỉ tạo ra được một pha bóng lộn xộn. Hoàng Đức bắn ra xuống của Lê Văn Tô. Đó là hệ quả khi mà chúng ta đã bắt đầu chơi được với những cách của mình. Vẫn là như vậy, đánh ngang trung lộ, trả bóng ngược trở lại tuyến hai. Và bây giờ thì đội trưởng của U23 Việt Nam đã không thể bỏ lỡ cơ hội nữa. Sau rất rất nhiều sự chờ đợi, sau rất rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng thì chúng ta cũng có được điều quan trọng nhất, đó là bàn thắng mở điểm. Bàn thắng đã tới và đó là kết quả của một pha phối hợp chuẩn xác, đúng ý đồ chiến thuật. Nhưng anh Quy Long có thể nhận thấy rằng cái khác biệt lớn nhất của pha bóng này với tất cả những gì mà chúng ta đã có trước đó, đó là sự điềm tĩnh. Sự điềm tĩnh của Hoàng Đức thả trái bóng vào nách trung lộ. Sự điềm tĩnh của Levando với cú chặt bóng ngược trở lại tuyến hai. Và cái cách chạm bóng của Hùng Dũng là dấu chấm hết cho đối phương. Không cần mạnh, chỉ cần chính xác thôi. Chỉ cần chặt trái bóng vào đúng cái điểm mình cần thôi. Bàn thắng đã tới. Chính xác là như vậy. Thứ mà chúng ta thiếu đó là độ chuẩn xác trong những cú chạm bóng cuối cùng. Và bây giờ sau rất nhiều khó khăn thì chúng ta đã có được điều đó. Và một lần nữa thì đó lại là dấu ấn bằng cú dứt điểm cuối cùng điềm tĩnh và lạnh lùng của một nhân tố trên 23 tuổi, người cũng đã đóng góp rất nhiều vào tấm huy chương vàng đầu tiên của U23 Việt Nam tại đấu trường SEA Games cách đây 3 năm. Với những cầu thủ tiền vệ như Hoàng Đức hay Hùng Dũng, việc U23 Việt Nam trải qua 90 phút không bàn thắng trước Philippines và hơn 70 phút, chính xác là hơn 75 phút có thể nói là bế tắc trước Myanmar là một điều gì đó có phần không thật sự là bình thường. Không bình thường về mặt kết quả, vì rõ ràng chúng ta hoàn toàn có thể chơi như những gì mà chúng ta thấy ở những phút vừa rồi.
cầm trái bóng, tổ chức trái bóng, đá nhanh chậm theo ý đồ của chúng ta và khai thác những cơ hội để cuối cùng có được kết quả thuận lợi. Đó là bàn thắng đích đáng của U23 Việt Nam. Chỉ có điều là nó đến tương đối muộn so với những gì mà chúng ta đáng ra phải được hưởng sớm hơn. Dù sao đi nữa thì bóng đá vẫn luôn là như vậy. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thắng, bởi vì đâu có phải đối thủ nào cũng để cho chúng ta muốn đá theo cái cách gì thì cũng được. Rõ ràng là Philippines đã làm tất cả những gì để ngăn chúng ta không thể ghi bàn. Myanmar phải nói rằng hơn 75 phút chơi tốt trước U23 Việt Nam để giữ chân đội chủ nhà. Nhưng rồi thì U23 Việt Nam cũng đã có được một pha bóng chuẩn mực đến từng chi tiết nhỏ nhất để cũng có được bàn thắng và tỷ số. Và bây giờ thì cơ hội đứng đầu bảng lại trở về tay của U23 Việt Nam một cách hết sức rõ rệt mà chúng ta vẫn chưa bị thủng lưới một lần nào. Hùng Dũng, khoảng trống trước mặt, Tiến Linh. Tốc độ của Choi Myo-kyeo, đội trưởng bên phía Myanmar, vẫn còn là rất tốt. Bóng ra bên ngoài sân. Vị thế của hai đội thay đổi sau bàn thắng vừa rồi của Hùng Dũng. Và Myanmar đã phải có thêm sự điều chỉnh về mặt nhân sự, tăng cường cho hàng tấn công. Phil White đã được huấn luyện viên Bobok sử dụng. Nó đồng nghĩa với việc là Myanmar buộc phải chơi mạo hiểm hơn. Người vừa cắt bóng đó là Bùi Hoàng Việt Anh. Nếu để thua trong trận đấu này thì tình thế của đội tuyển Myanmar sẽ không hề đơn giản ở lượt trận cuối. Khi đó thì họ sẽ nhập cuộc với Indonesia ở thế yếu hơn. Họ có số điểm ngang bằng với Indonesia, tức là cùng có 6 điểm trước lượt trận cuối cùng, nhưng hiệu số bàn thắng bại của Myanmar là thấp hơn và họ buộc phải thắng ở lượt trận cuối nếu như muốn giành quyền đi tiếp. Ngay sau khi Hùng Dũng có bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam thì trời đã bắt đầu đổ mưa trên sân vận động Việt Trì. Cơn mưa đã khiến cho lối chơi của U23 Việt Nam không thể trọn vẹn ở trận đấu gặp U23 Philippines. Bây giờ thì chúng ta đang có một bàn thắng dẫn trước. Khá hay. Người vừa cắt bóng đó là Lê Văn Đô. Nhâm Mạnh Dũng. Vẫn là Nhâm Mạnh Dũng đối mặt. Không kịp. Thủ môn Piotu một lần nữa xuất sắc. 10 phút nữa trong thời gian thi đấu chính thức. U23 Việt Nam đang dẫn trước U23 Myanmar với tỷ số 1-0. Thắng lợi ở trong trận đấu ngày hôm nay sẽ mở toang cơ hội hướng tới vị trí dẫn đầu ở bảng đấu này của U23 Việt Nam. Ta sẽ cùng xem lại pha va chạm giữa Nhâm Mạnh Dũng và thủ môn Phiêu Thu. Thực tế là bảng A sẽ kết thúc trước bảng B, lượt trận cuối sẽ diễn ra sau đó một ngày. Và cũng rất khó nếu như U23 Việt Nam muốn tính toán để lựa chọn đối thủ. Cơ hội dành cho U23 Myanmar. Hậu vệ của U23 Việt Nam đã kịp thời bọc lót. Đó là Tuấn Tài. Cách biệt vẫn đang chỉ là một bàn. Và U23 Myanmar với sự tăng cường của Phil White đã bắt đầu chơi tấn công nhiều hơn. Họ không dễ chấp nhận một kết quả như thế này, bởi nếu để thua thì đội bóng của huấn luyện viên Popov sẽ đẩy mình vào tình thế cực kỳ khó khăn cho lượt đấu cuối ở cuộc đối đầu trực tiếp với U23 Indonesia. Nhưng Mạnh Dũng có lẽ là sẽ không thể tiếp tục thi đấu nữa. Hoàng Soan hoàn toàn có thể sử dụng Văn Tùng hoặc là Thanh Minh. Đã sẽ cùng xem lại pha xử lý vừa rồi của Melvin, một trong những cầu thủ được tung vào sân thay người ở hiệp 2, và pha can thiệp đúng lúc của Tuấn Tài.
tốc độ là một điểm mạnh của thủ môn Phiêu Thu. Chúng ta nhận thấy là pha băng ra vừa rồi là một trong những dẫn chứng rất cụ thể. Đó là chưa kể đến rất nhiều những tình huống trong trận đấu mà khoảng cách di chuyển của Phiêu Thu là không hề ngắn một chút nào, nhưng cầu thủ này vẫn luôn có mặt ở điểm rơi của trái bóng để can thiệp rất kịp thời, rất chính xác. Nếu như cần lựa chọn ra cầu thủ chơi hay bên phía đội tuyển U23 Myanmar thì chính là thủ môn của họ. Thêm một quả phạt góc nữa cho đội tuyển U23 Myanmar. Mưa đang tương đối nặng hạt ở sân Việt Trì. Cần phải cẩn trọng với những tiếng bóng bổng. Đã có phản ứng từ Văn Toàn sau pha phạm lỗi của đội trưởng U23 Myanmar. Trước đó thì trọng tài cũng đã thổi phạt đối với Somokyo. Trọng tài chính Srisina của người Ấn Độ đang yêu cầu Văn Toản cần phải giữ được bình tĩnh hơn. Đây là những giây phút mà U23 Myanmar đang làm tất cả để hướng tới bàn thắng san bằng tỷ số. Và trong điều kiện trời mưa nặng hạt thì họ sẽ sử dụng bóng bổng nhiều hơn. Trời mưa rất to nhưng không có bất kỳ một cổ động viên nào trên sân vận động Việt Trì rời sân sớm cả. Họ vẫn đang cổ vũ cho U23 Việt Nam cách nhiệt tình. Đây là phút thứ 85. Hùng Dũng rất tỉnh táo. Ngày chủ nhật thì U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Timor Leste vào lúc 19 giờ. Nếu thắng trong trận đấu ngày hôm nay, mọi thứ đều nằm trong tầm tay của huấn luyện viên Park Hang-seo. Có thể chắc chắn hướng tới vị trí dẫn đầu ở bảng A. Đi gần với vị trí của thủ môn Văn Toàn. Sân trơn bóng ướt và cần phải dè chừng với những tình huống dứt điểm như vừa rồi của đối phương. Cú ra chân rất nhanh của Aung Kao, cầu thủ đã vào sân từ ghế dự bị bên phía đội bóng áo trắng. Cái cách mà huấn luyện viên Popov xây dựng lối chơi cho đội tuyển U23 Myanmar là khá hiện đại. Họ tổ chức phòng ngự hợp lý và khi triển khai tấn công ở phía trên là một cách đá tương đối đơn giản, nhưng có thể nói là tiếp cận khung thành đối phương rất nhanh. Văn Tuấn Tài, Hùng Dũng không có lỗi. Và can thiệp của Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Xuân. Phan Tuấn Tài. Tiến Linh. Bên phải là Lê Văn Đô. Tiến Linh. Không cần phải vội vàng. Hoàng Đức thả bóng hợp lý. Tiến Linh. Lê Văn Đô. Đúng là không có gì phải vội vàng cả. Hoàn toàn có thể trừng phạt đối phương bằng sự điềm tĩnh của mình vào lúc này. Bởi vào thời điểm hiện tại thì chắc chắn là U23 Myanmar là những người đang sốt ruột hơn khi thời gian không còn nhiều và họ đang để thua một bàn. Và giành bóng của Hoàng Đức.
Đường chuyền của Văn Xuân. Huỳnh Công đến. Công đến. Thứ 88, U23 Việt Nam đang dẫn trước U23 Myanmar bằng tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất thuộc về đội trưởng Hùng Dũng sau rất nhiều khó khăn mà Myanmar đã tạo ra dành cho đội tuyển chúng ta trong 75 phút đầu tiên của trận đấu này. Viên Bang Hang-seo đã thay 3 cầu thủ. Văn Tùng là sự lựa chọn thứ 3 của ông sau khi Nhâm Minh Dũng gặp chấn thương. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu thứ 3 của U23 Việt Nam tại chiến vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 đã sắp hết. Cách biệt đang là một bàn. Sau khi U23 Việt Nam có được bàn thắng mở tỷ số thì trời đã đổ mưa nặng hạt trên sân Đồng Việt Trì. Không một khán giả nào bỏ về cả. Họ vẫn đang cổ vũ một cách đầy nhiệt tình để U23 Việt Nam hướng tới thắng lợi thứ hai ở vòng bảng năm nay. Văn Tùng. Lỗi biệt vị. Dụng Quang Nho sẽ được sử dụng trong những phút cuối. Phút 90 rồi. Huỳnh Công đến. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Park Hang-seo trong hiệp 2 sẽ rời sân sớm. Ở câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì Dương Quang Nho đã từng được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Xuống biên của cầu thủ Myanmar. Hoàng Đức. Hùng Dũng. Những pha triển khai thong thả. Chúng ta đang thậm chí có nhiều người hơn bên phần sân đối phương. Dũng Quang Nho. Bảo Ngươi không đủ sức nhanh để có thể chiến thắng trong pha bóng vừa rồi. Như đây là lúc mà Dũng Quang Nho vào sân để phát huy sự tích cực của mình nhằm giữ thế trận. 4 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai và U23 Việt Nam vẫn đang có lợi thế dẫn điểm trước đối thủ Myanmar với cách biệt một bàn. Đây là sự thay đổi người tiếp theo bên phía đội chủ nhà. Hồ Thanh Minh sẽ vào thế chỗ của Tiến Linh. Chúng ta đang có rất nhiều cơ hội phản công và Thanh Minh hoàn toàn có thể phù hợp với cách chơi này trong ít phút còn lại nếu như có cơ hội. Một ngày thi đấu vất vả của Tiến Linh và rất nhiều những cầu thủ khác đã từng ra sân của U23 Việt Nam. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến rất gần với mục tiêu là giành trọn vẹn 3 điểm. Pha can thiệp của Thanh Bình. Không chính xác của các cầu thủ áo trắng.
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần đầu tiên dẫn đầu bảng đấu kể từ đầu chiến dịch SEA Games 31 sau chiến thắng này. Hùng Dũng. Dũng Quang Nho. Lê Văn Đô. Không có quả phạt góc cho U23 Việt Nam. Số 10 Kèo. Phan Tuấn Tài. Không còn nhiều thời gian cho các cầu thủ U23 Myanmar và họ đang cố gắng chất chiêu những hy vọng cuối cùng. Quả phát bóng lên cho U23 Việt Nam. Người chạm bóng cuối cùng trong tình huống vừa rồi là MC Luyn. Gần như không còn hy vọng cho các cầu thủ U23 Myanmar giành điểm. Họ sẽ ở thế khó khăn trong lượt trận cuối cùng. Khi buộc phải thắng trước Indonesia thì mới có thể giành quyền đi tiếp. Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar đã khép lại với phần thắng 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà U23 Việt Nam. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này thuộc về đội trưởng Đỗ Hồng Dũng.